Thủ tướng cũng như là Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã có một cái cuộc đối thoại thẳng thắn trong vòng hơn một nửa ngày với cộng đồng doanh nghiệp. Và ở đó có rất nhiều doanh nghiệp lên đó để nói về những cái bất cập trong chính sách và những cái rào cản cho doanh nghiệp và những cái trở ngại cho doanh nghiệp. Nhưng mà tôi cũng ngồi theo dõi cái cuộc đó từ đầu đến cuối, và tôi thì không được tham gia phát biểu ý kiến vì tôi không phải là doanh nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một cái ý kiến chưa được nói ở tại cái diễn đàn đó, đó là một trong những trở lực của doanh nghiệp bây giờ chính là một cái bộ phận nhà báo biến chất, mà thậm chí có cả những cái ban biên tập biến chất. Khi mà sách nhiễu doanh nghiệp, khi mà nâng quan điểm, hình sự hóa một cái vấn đề, một cái giao dịch kinh tế do sự thiếu hiểu biết, do cái vụ lợi, do cái việc là mình nghĩ rằng là mình có cái quyền được nói nhân danh một cái nọ, nhân danh một cái kia. Cái đó là một cái xu hướng rất là nguy hiểm, khiến cho doanh nghiệp, đại bộ phận doanh nghiệp và một phần trong xã hội nhìn nhà báo bây giờ là như hủi. Và có những người bây giờ ra đường nói rằng là xưng danh là nhà báo cũng không phải là tự hào. Đấy. Thế thì cái đó là cái mà làm báo chúng ta phải ý thức và phải thấy rằng là cái việc đó đừng đợi đến lúc cơ quan quản lý nhà nước hay là ai đó phải nói cho rằng là làm như thế là chết đấy. Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không có một cái kết cục nào tốt cho một cái thứ làm báo như vậy cả. Bởi vì nếu như một bộ phận nhà báo có thể không hiểu hướng thiện là gì và có làm báo mà không hướng thiện ấy, thì xu hướng chung của cả xã hội vẫn là hướng thiện, và xu hướng chung của cả xã hội sẽ đào thải cái loại báo chí đó, những cái nhà báo đó. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mạng xã hội cuối cùng chung cuộc nó vẫn là hướng thiện, và vẫn có những lực lượng đến lúc nào đó sẽ lên tiếng để mà điều chỉnh điều hướng lại cái câu chuyện truyền thông xã hội, trong đó có báo chí. Cho nên báo chí sẽ chịu sự tác động mạnh của mạng xã hội, và mạng xã hội là cái cơ hội để cho báo chí khẳng định rằng là nếu mình còn tiếp tục tồn tại thì mình phải tồn tại vì những cái lý do cao đẹp. Mà thực ra cái đó nó không biến đổi theo công nghệ, nó cũng không biến đổi mấy theo thời cuộc, mà nó là những cái giá trị tôi từ xưa đến nay làm nên một cái thứ báo chí chính thống đứng đắn mà cả xã hội, cả thế giới người ta cần. Đây không phải câu chuyện riêng của Việt Nam.